Minh Châu Tranh Gỗ xin trân trọng gửi tới quý vị những cái sản phẩm mà chúng tôi vừa mới hoàn thành xong và bày ở đây một lô một loạt những cái sản phẩm mới, còn những cái sản phẩm cũ còn rất nhiều ở trong các cái kho của chúng tôi nữa. Thì các cái hình thức mẫu mã thì quý vị đã được xem rồi, còn ở đây thì là cái lô này chúng tôi vừa mới ra bằng hương đá Nam Phi luôn. Trên tường đây thì là những cái bộ VIP, có hai bộ VIP bằng hương đá và một bộ bình thường bằng pơ mu. Thì quý vị chơi loại gỗ gì thì chúng tôi sẽ hoàn thiện gửi cho quý vị cái loại đó. Thì trong đây thì chúng tôi còn có những cái bộ gỗ, thì chúng tôi sẽ quay kỹ ở clip sau. Còn clip này chúng tôi giới thiệu về cái lô tứ quý bằng gỗ hương đá này. Bên tay trái của chúng ta đây là tùng, tiếp theo là cúc, trúc và mai. Thì đây chúng tôi có 8 bộ, kích thước là 37 1m17, xây 4 phân bằng hương đá Nam Phi 100%, và giá thì chúng tôi bán buôn cũng như bán lẻ luôn. Đấy, quý vị mua buôn hay mua lẻ thì tùy. Nếu mà mua số lượng lớn, ví dụ 3-4 bộ, hoặc có thể là mua tất chỗ này, thì chúng tôi sẽ có những cái giá ưu ái hơn, và tiền tươi thì giá nó sẽ ưu ái hơn, và hàng của chúng tôi là hàng chuẩn. Thì sau đây mong quý vị nào quan tâm thì nên xem kỹ, chúng tôi sẽ quay tất cả lần lượt. Thì ở đây là vân của nó thì cực kỳ đẹp luôn quý vị này. Vân gỗ thì rất là đẹp nha. Cây tùng. Tiếp theo, cây thứ hai. Cây tùng thứ hai. Đẹp không thể chê vào đâu được. Đây là cây tùng thứ ba. Cây tùng thứ tư. Cây thứ tư đây. Tất cả gỗ của chúng tôi đều được chọn lựa rất là kỹ, rất là đẹp. Cây thứ 5. Cây thứ 6 đây. Nếu quý vị quan tâm thì cứ lán lại xem kỹ từng tấm một cho nó dễ. Và sau này thì chúng tôi cũng phải chọn cây cả bộ tùng cúc trung mai. Cái vân với cả cái màu sắc của gỗ tự nhiên nó cũng tương đối giống nhau, để chúng tôi ghép thành 8 bộ khác nhau. Đây là 8 cây tùng. Và tiếp theo là cây cúc. Cây cúc thứ nhất. Cây thứ hai. Cây thứ ba. Cây thứ tư. Cây thứ 5. Thưa quý vị, là 8 bộ này thì gần như là